có mức giá là 10.500.000 đồng dành cho quý vị và các bạn nào muốn sở hữu ngay chiếc máy này về gia đình mình nhé. Và nhìn cái máy này nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà có thể đạt được năng suất lên đến là 800 kg/1 giờ chỉ với công suất của máy là 4 HP tương đương với lại 3 kW. Người có thể thấy đây chính là thành phẩm của con máy Takeo TK4B. Thành phẩm của chúng ta đều rất là mịn. Hầu như thành phẩm của con máy Takeo TK4B và con máy Takeo TK2B là giống nhau, nhưng với thời gian ngắn hơn thì bà con có thể xay được nhiều đá hơn. Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Thì video này Ngọc Lan xin giới thiệu với quý vị và các bạn cũng là máy xay đá muối tôm Takeo, nhưng với một công suất cao hơn, là công suất lên đến là 4 HP, và thêm vào đó là có thể nghiền được là cả một cây đá hay thậm chí là nửa cây đá. Thì hãy cùng theo chân Ngọc Lan xem nào, con máy Takeo TK4HP này có điểm gì đặc biệt mà có thể băm được nguyên một cây đá như vậy nhé. Với máy xay đá muối tôm Takeo TK4HP có logo của Takeo in dập nổi ngay trên thân máy. Đồng thời đây chính là điểm đặc biệt để quý vị và các bạn có thể phân biệt đâu là hàng giả, hàng nhái và dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc máy hàng chính hãng. Và quý vị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy là máy được làm bằng inox rất là dày dặn và chắc chắn, dễ dàng vệ sinh cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây chính là buồng làm việc của máy. Với buồng làm việc của máy với thiết kế một trục chính, bên trên có thiết kế những lưỡi dao để có thể đập nhỏ được đá với kích thước nhỏ mịn như quý vị và các bạn mong muốn nhé. Và đây chính là bàn làm việc. Nhờ chiếc bàn này mà quý vị và các bạn có thể bỏ lên đây là một cục đá hoặc là nửa cục đá mà không phải dùng tay vịn cũng như là không cần tốn nhiều sức để có thể đỡ được cục đá của mình nha. Với thiết kế miệng nạp xéo xuống, nhờ đó mà đá của chúng ta sẽ được tự động đưa vào lô cuốn và được băm nhỏ, không cần thiết chúng ta phải lấy tay để đè để giữ. Để bảo vệ cho motor thì công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo có trang bị vào đó là một tấm chắn. Khi quý vị và các bạn sử dụng là bào đá ở phía trên thì nước sẽ không bị nhiễu vào motor, đảm bảo cho motor của chúng ta sẽ được bền bỉ nhất. Motor với công suất lên đến là 3 kW tương đương với lại 4 HP được làm bằng 100% lõi đồng và vỏ thì được làm bằng hợp kim nhôm, nhờ đó mà có thể đảm bảo được độ an toàn cũng như là đảm bảo độ mềm của máy. Sẽ được trang bị một miệng ra rất là rộng, nhờ đó mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là khi đá của chúng ta được băm nhỏ ra thì sẽ không bị kẹt lại với cây đá lớn như vậy ha. Máy được trang bị thêm đó là 4 bánh xe rất dễ dàng di chuyển tới nơi làm việc mà quý vị và các bạn mong muốn. Đang có mức giá là 10.500.000 đồng dành cho quý vị và các bạn nào muốn sở hữu ngay chiếc máy này về gia đình mình nhé. Và nhìn cái máy này nhỏ gọn vậy thôi nhưng mà có thể đạt được năng suất lên đến là 800 kg/1 giờ chỉ với công suất của máy là 4 HP tương đương với lại 3 kW. Nếu như quý vị sử dụng máy thì hãy đặt máy trong một bề mặt bằng phẳng để tránh trường hợp là máy bị rung lắc và đảm bảo là máy được hoạt động một cách mạnh mẽ nhất nha. Sau khi sử dụng máy thì hãy vệ sinh máy thật sạch sẽ để đảm bảo cho những lần sử dụng sau được máy được bền bỉ hơn cũng như là tuổi thọ của máy được tăng cao hơn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu ngay máy Takeo TK18 thì không ngần ngại gì, hãy liên hệ ngay với Ngọc Lan qua website cũng như là số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để Ngọc Lan có thể hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho quý vị và các bạn nhiều hơn nha. Và trong những video sau thì Ngọc Lan sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều dòng máy hay hơn nữa của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Hãy nhấn like và subscribe Ngọc Lan để không bỏ lỡ video nào từ Ngọc Lan nhé. Và hiện tại dòng máy Takeo đang được bảo hành lên đến là 18 tháng. Motor sẽ được một đổi một trong đường vòng 12 tháng. Tuy nhiên có lỗi là lỗi của nhà sản xuất. Nên hãy nhanh tay liên hệ với Ngọc Lan để sở hữu ngay chiếc máy. Còn bây giờ, Ngọc Lan xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.